Hello, chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình nha. Ok, Thì theo yêu cầu của nhiều bạn đúng trên kênh của mình á, thì bạn bảo hãy cấp play anh các bạn. Trời ơi, anh các bạn đi leo tháp vô cực nha bạn ơi. Ok luôn, xúc bộ đồ nha mọi người. Ok mọi người thấy mình cấp play giống anh các bạn chưa? Thì mọi người thấy giống thì mọi người đừng quên, đây là mình muốn một like cũng như là một đăng ký kênh nha các bạn ơi. Thì mong clip này đạt được 500 like thôi nha mọi người. Ok, rồi thì mọi người thấy mình phối đồ như thế nào thì mọi người bình luận phía dưới cho mình luôn nha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ vô leo tháp với cái bộ đồ của anh các bạn nha mọi người. Ok rồi, vô mọi người ơi, 3, 2, 1 các bạn ơi, rồi xong ngay và luôn. Rồi mới vô gặp cái map đầu tiên là cái map này rồi, không biết liệu anh các bạn có biết có muốn hoàn được hay không đây. Quá luôn anh các bạn luôn. Cũng khá là một chuyện nhỏ cực là đơn giản nha mọi người. Rồi qua đây các bạn ơi, qua trong đây có một đường mẹo nho nhỏ này đấy. Trời ơi, anh các bạn lần đầu chơi tháp vô cực nhưng mà có cảm giác như là chơi rất là nhiều lần ấy, quá trưởng là ok. Rồi tới cái sở test tổ ong rồi, rồi qua đây, rồi qua đây, rồi lên đây, rồi qua đây, lên đây, lên đây, lên đây. Ui dồi, tí nữa chạm vào đầu tôi rồi. Lên đây, rồi ơi. Rồi qua đây các bạn, qua đây, qua đây. Rồi qua đây được các bạn, mượt mượt mượt. Chỗ đây có một đường tắt này mình chỉ mọi người luôn nha. Cho nên mình đi đây, mọi người phóng ở đây. Phóng ở đây rồi, lên đây luôn. Rồi. Ok, xong rồi mọi người lên đây nha mọi người. Trời ơi, qua đây. Qua đây, rồi ok, cái chỗ này mọi người cũng khá là nhiều biết đường rồi. Đó, đi ché qua thôi, không cần đi vô trụ hình tròn nha mọi người. Rồi, lên mọi người. Lên. Ủa? Ảo thật đấy. Ủa cái gì vậy? Ủa sao mình cái hạng của mình đâu? Cái ván hồi nãy là mình bị lỗi mọi người, do trời ơi, anh mới khá bản mới lần đầu tiên vô mà. Đấy thấy nó hơi bị xui xui rồi nha anh khá bản ơi. Trời, anh muốn hoạt kiểu gì mà em không có được top 1 cái này thì dở rồi nha anh khá. Trời ơi là trời. Ok thôi không sao các bạn ơi, cái này không được thì mình có cái khác các bạn. Ok qua đây rồi lên đây. Ok móc qua đây. Rồi được luôn, hợp lý luôn. Rồi xong rồi lên đây ấy. Cái cục đá đây có nhiều bạn bảo là cũng khó lắm này. Ok thì mình đi thử cho mọi người xem nha. Mọi người đi, mình đi hai bậc luôn cho nó quen tay, cho mình đi quen rồi bạn. Mình chưa quen thì mình đi một bậc nha mọi người. Rồi phóng lên bậc thứ ba này. Ôi dồi, lên cầu thang xong. Trời ơi, mình có một cái mẹo đường nó cũng đơn giản thôi các bạn. Đi nhiều lần thì nó sẽ quen thôi nha mọi người. Ok, cái step đi qua đây nha, cái cục tròn này cũng không có gì, cũng khá là khó thôi. Rồi tới cái sợi tép cuối cùng đây, thì cái sợi tép mà cái đường xanh xanh này, nếu mà anh ở sợi tép túi, nếu mà anh ở sợi tép cuối thì mình chỉ mọi người một cái đường tắt luôn, thì mọi người lên cái thanh đi trước đấy, sau rồi mọi người chờ cái cột kia nó di chuyển lên ở giữa, xong mọi người nhảy lên cái thanh nha. Rồi mọi người đi thẳng lên đây nha mọi người ấy, xong rồi mọi người bấm nhảy lên, rồi nhảy lên đây nữa là nó đi nhanh hơn bừng kia chục chiếu nha mọi người. Ok nhưng mà cái này cũng hơi té. Thôi cái cục màu đỏ nó đưa đưa rồi, mọi người nhảy lên thanh nha mọi người. Thì cái chỗ này có một cái mẹo bình thường nha, thì lúc trước mình không có chỉ cho mọi người rồi, mọi người đi xuống ấy, mọi người cứ đưa sau lưng đi trước nó là nó sẽ giật lên nha. Ủa chủ, cái này mình bị giáp rồi, vậy sorry mọi người nha, không nhảy được rồi. Ok qua đây mọi người nhảy lên thập bậc tiếp theo luôn đấy, bỏ cục đầu tiên luôn nha mọi người, để cho nó nhanh hơn gấp mấy lần so với bình thường nha. Rồi nhảy lên thanh đây, qua bên đây, ui bị chạm bạn, qua đây rồi, qua đây rồi, lên đây, qua đây rồi, né cái cục phát sáng nha mọi người. Ok qua đây nói trời ơi, mượt mà ngay. Ui rồi xong rồi mọi người lên thanh này, cái mọi người đi qua đi lại nha, nhớ ly sắc mép nha. Và đi, nếu bạn lần đầu tiên đi thì không sao, và đi nhiều lần thì nó sẽ quen nha mọi người. Rồi tới cục này mọi người nhảy qua đây luôn, rồi mọi người bấm nhảy qua đây luôn, rồi nhảy qua đây, phóng qua đây, phóng qua đây. Rồi mọi người tới cục vũ trụ đây, mọi người cũng nét cục phát sáng đây nha mọi người, đứng giữa thôi nha. Rồi á, mình cứ đi nhiều lần mình quen nha mọi người. Ok còn 9 giây. Ui rồi còn 9 giây các bạn ơi. Ui rồi cái gì đây, cái gì đây, trời ơi. Rồi hạng 5 các bạn ơi, anh khá bạn chúng ta bắt đầu là có quen tay rồi, bắt đầu là chuẩn bị anh ta múa quạt, là anh ta chuẩn bị sẽ nhảy cực kỳ là nguy hiểm hơn nha mọi người. Đấy cái chỗ này cũng không có một đường tắt nào đâu, cho nên mọi người cứ chờ cái cục nó di chuyển từ từ thôi nha mọi người. Mọi người cứ đừng nô nha mọi người, mọi người đi né cục phát sáng này nha. Đấy, cứ đi giữa thôi, mọi người nhảy lên cầu thang. Trời ơi mình đi sâu mấy quận kia rồi, nhảy lên đây. Rồi tới cái cục màu tròn tròn rồi, mọi người nhảy lên thanh trên nha, lên càng cao thì nó sẽ càng dễ hơn nha mọi người. Qua đây đấy, xong rồi mọi người đi qua đây. Qua đây, rồi cái cục phán sáng này nữa, trụ cũng dễ thôi. Ơ dồi, trụ tí nữa té xuống các bạn. Hên quá bạn, may tí là anh các bạn không quay múa quạt thì ối xôi ôi rồi. Qua đây, rồi qua đây, may là nhờ cái trình độ múa quạt của anh ta có một cái sự kỹ năng cực kỳ là cao, cho nên là cũng hơi bị kinh đấy. Ôi dồi, trời ơi. Rồi tới đây các bạn, rồi cái chỗ này mọi người xây vòng tròn này. Đi lên cái chỗ nào mọi người đi thấy đi được á, mọi người cứ đi nha. Đó, lên đây. Rồi lên cầu thang đây, rồi đầu tiên là di vô vòng tròn, mọi người lên đây, rồi bỏ vòng tròn luôn. Ấy xôi ủi, nó còn nhanh hơn gấp mấy lần luôn các bạn. Rồi lên đây, rồi qua đây, rồi ok hạng mấy đây mọi người. Ok hạng 1 người luôn, ôi xôi hạng 1 luôn nha các bạn.
Tiếp tục của anh khá bảnh là con màu cái màu đỏ hồi nãy rồi, nhưng mà mình sẽ chỉ mọi người một cái mẹo hồi nãy mình chỉ mình bị lỗi này đấy. Mọi người đi qua đây nhảy qua đây, nó đi đi sau lưng đi tới là nó sẽ kiểu như là nó đẩy từ cái lưng phía sau nha mọi người. Rồi cái chỗ này cũng khá là khó này mọi người, từ từ thôi, phóng từ từ thôi bạn, lần tiên rồi phóng giữa luôn. Trời ơi tôi là hy sắm té, trời ơi cục màu xanh đi qua đi lại này, rồi lên cái cục kia, bỏ cái cục cuối cùng đi. Rồi qua được các bạn, hên thật sự các bạn ơi, trời ơi. Rồi tới cục này nữa, cái cục này cũng hơi bị nguy hiểm nha mọi người ơi. Rồi qua lại thôi. Rồi cái chỗ này thì có một cái mẹo, nhưng mà dành cho ai mà không bị yếu tim nha. Ông nào bị yếu tim thì từ khép lại tính thôi. Đó là to đây rồi, qua đây. Rồi móc qua đây luôn đấy. Mọi người cứ đi bình tĩnh, bình thường cũng được, không cần phải nôn nóng giống mình đâu nha. Qua đây. Rồi lên cái cục màu xanh tròn đây. Cái chỗ này cũng gặp nhiều rồi nha. Trời ơi cái đội này fit cuối step thì cũng khá là đơn giản rồi. Đấy qua đây. Rồi ok. Trời anh bạn chúng ta quá là đang cướp đi mà. Rồi hạng tư các bạn. Ơ kìa, anh bạn lại muốn chơi thêm một ván nữa các bạn ơi, cho nên là mình sẽ cho anh bạn chơi luôn. Rồi, ok, anh bạn qua bên đây. Đói, trời, tuy là dân hip hop mà, nhưng mà, trời ơi, nhưng mà anh ta phải đi leo tháp vô cực ở trong Play to the để mới ảo nha. Trời, ảo ma thật sự. Ok, thì mọi người thấy mình giấu một cấp play như này rồi có được không? Còn bà nào muốn cấp play gì nữa thì mọi người bình luận phía dưới cho mình luôn nha. Thì mọi người xem clip tới đoạn này, mọi bạn nào chưa ấn like thì mọi người ấn like ủng hộ mình nha mọi người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Rồi, trời ơi. Ôi nguy hiểm quá. Ui cái cục đây qua được rồi, hên quá các bạn. Rồi tới cục lé đây mọi người đi bên trong nha, công nó to đấy. Rồi qua đây, qua đây. Rồi đi thẳng qua đây luôn. Rồi bỏ cục ở giữa mới nha mọi người. Trời ơi cho nó nhanh hơn một chút xíu nha. Rồi, rồi cục bộ tiếp này lên cái chỗ này cũng khá đơn giản thôi. Rồi gần tới nơi mọi người quay ngược lại mọi người móc lên. Rồi ok, tức là mình thành công rồi các bạn. Đơn giản nha, ok. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Trời anh bạn chúng ta lại muốn chơi cái trò thấp cực này thế như thế hay sao? Ok luôn, thì anh bạn muốn thì em cho anh chơi. Rồi qua đây, rồi nhảy qua đây. Nói xong rồi phóng lên đây, trời ơi. Rồi mọi người ạ, mọi người lên đây. Rồi móc ngược lại nha các bạn. Ui rồi ui, cái cục này cũng khá đơn giản. Quay lại nha. Rồi mình lên cầu thang cũng cẩn thận nha mọi người. Rồi tới cái chỗ này một cục màu đỏ đỏ nữa cũng hơi nguy hiểm đó mọi người. Cứ né từ từ thôi, cứ đi bình tĩnh thôi nha mọi người. Trời, cái chỗ này hơi bị nguy hiểm nha. Trời phóng lên cục thứ ba luôn nha mọi người. Rồi, sợ lên tới cục màu tím thì cũng khá là đơn giản rồi mọi người ơi. Nhưng mà bình tĩnh thôi nha. Rồi lấy đè nè, qua đây phóng ở giữa. Rồi đi qua đây. Rồi qua đây mọi người lọc đi lên, bỏ cục thứ đầu tiên luôn. Rồi, cái cục màu xanh xanh này nữa, cục màu xanh xanh này cũng khác một cũng có một cái đường tắt cơ bản nha. Rồi qua đây. Rồi phóng đây đầu đi móc bên kia luôn, không cần phải đi đường kia luôn mọi người. Trời ơi, nhanh gọn lẹ thế mình được. Thành công rồi mọi người ơi. Trời ơi, anh bạn chúng ta phải gọi là đỉnh cụ chóp quá đi mà. Quá tuyệt vời các bạn. Anh bạn vừa đi vệ sinh xong rồi chúng ta lại vô leo tháp rồi, nhưng mà lúc nào cũng cái nãy giờ toàn cái mát này không ấy nhờ. Thôi kệ các bạn ơi, nhân phẩm mà nãy giờ toàn gặp mắt này thôi các bạn. Qua đây. Rồi lên đây các bạn, trời ơi. Rồi lên cục này, rồi cục màu vàng này. Trời ơi, vàng khá đơn giản rồi. Ui các bạn kia solo mình kìa, ghê vậy. Gì kinh điển vậy, gì ghê vậy. Rồi qua đây các bạn. Rồi đi ngược lại, đi ngược lại. Rồi nhanh lên. Không thôi cái người sau lưng của mình lấy được cái hàng một của mình là ối rồi đấy. Rồi lên đây. Rồi qua đây, rồi mình vẫn nhanh hơn nha. Rồi lên đây, qua đây, lên đây. Qua đây, rồi qua đây. Đấy, phóng qua các bạn, phóng qua luôn nha mọi người. Rồi cái cục màu tím này mọi người đi quảng mà luôn kia luôn, móc ngược qua đây. Rồi ok, tới cửa đây mọi người cứ đi thẳng cho nó không bị dính nữa nha mọi người. Lên cầu thang ok, trời ơi hoàn thành hàng một nhé. Leo trời ơi, bạn sau tuổi gì tí rồi, trời ơi làm sao ăn được mình được các bạn. Trời ơi, thì mọi người thấy anh khá bảnh của chúng ta, trời ơi mặc đồ như thế nào và nhảy tháp như thế nào thì mọi người bình luận với dưới cho mình luôn nha. Rồi giờ thì mình sẽ đến top comment của ngày hôm qua nha. Thì comment đầu tiên đó chính là bạn Trang Nguyễn, chúc anh lên vượt 30 cái shop nha, mãi ủng hộ anh. Ok, cảm ơn bạn Trang nhiều nha. Rồi cảm ơn em nhiều. Rồi comment tiếp theo đó chính là bạn Phúc Nguyễn, chúc anh ban đạt được 30 cái shop nha, chúc anh nhiều sức khỏe và chữa bệnh gia đình. Ok, cảm ơn em nhiều luôn nha Phúc ơi, và mọi người cùng thế luôn nha mọi người. Ok, thì comment tiếp theo đó chính là bạn G Official, chúc anh ban được 30 cái sub nha, chúc anh một ngày vui vẻ bên gia đình. Ok, cảm ơn em nha G, và cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Rồi comment tiếp theo đó chính là bạn Trang Đại Toan, chúc anh sắp được 30 cái sub và thật khỏe nha. Ok, cảm ơn Đại Toan nha. Rồi comment tiếp theo đó chính là bạn My Nguyễn, chúc anh ban được 50 cái sub nha và nhiều sức khỏe, mong lên TV. Ok, cảm ơn em và cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ cho mình trong thời gian thì từ mới gần đây thôi các bạn ạ. Thì cảm ơn mọi người nhiều nha. Thì comment tiếp theo đó chính là bạn Khang Gia, chúc anh thật nhiều sức khỏe và đạt được 30 cái sub nha. Ok, cảm ơn em. Comment tiếp theo đó chính là bạn Thiên Trần,
Chúc bạn bên cơ shop nha, quả toàn chúc không anh làm về clip leo tháp nhé. Ok, cảm ơn em nha. Rồi, câu tiếp theo đó chính là bạn Hello. Anh có play lính của họ đi, mong anh về gia đình sức khỏe. Ok, cảm ơn em nhiều và cảm ơn mọi người rất là nhiều đã comment. Ok, thì cảm ơn mọi người đã xem cái đoạn này nha. Thì ok, thì lần đầu tiên các bạn đến với kênh á, thì bạn đừng quên để lại mình một like cũng như là một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì mình chúc mọi người có một ngày tốt lành nha và nhiều điều may mắn nha. Ok thôi, bye bye.